5 ca nhiễm Omicron ở Thành phố Hồ Chí Minh đã âm tính. Kết quả giải trình tự gen virus 5 người nhập cảnh xác nhận nhiễm biến chủng Omicron, nhưng tất cả hiện xét nghiệm đều âm tính. Thông tin được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo trưa ngày 1 tháng 1, kết quả giải trình tự gen virus 5 người này cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 5 ca này. Họ nhập cảnh từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12, gồm 1 người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và 4 người Việt Nam, xét nghiệm dương tính với COVID-19. Sau khi kết quả xét nghiệm dương tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 12 lấy mẫu bệnh phẩm giải trình tự gen virus. Ngày 31 tháng 12 có kết quả xác định biến thể Omicron. Trong thời gian chờ giải trình tự gen virus, 5 ca này được cách ly theo dõi điều trị như ca nhiễm thông thường và lần lượt xét nghiệm âm tính được công nhận khỏi bệnh. Trường hợp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ là nữ, sinh năm 1993, nghề nghiệp là tiếp viên hàng không. Ngày 21 tháng 12, người này nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TK-162, cách ly tại khách sạn. Ngày 22 tháng 12, kết quả xét nghiệm PCR dương tính, không có triệu chứng, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại khách sạn. Ngày 30 tháng 12, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và về nước vào ngày 31 tháng 12. Trong 4 bệnh nhân người Việt Nam, có một thanh niên sinh năm 2000, đã tiêm 2 mũi vaccine Pfizer, ngày 21 tháng 12 từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN99, cách ly tại khách sạn của một người thân. Ngày 22 tháng 12, kết quả xét nghiệm PCR dương tính, không có triệu chứng, tiếp tục cách ly tại khách sạn. Người thân của bệnh nhân này được chuyển sang cách ly khác tại phòng khác. Ngày 28 tháng 12, bệnh nhân kết quả xét nghiệm âm tính vẫn đang tiếp tục theo dõi tại khách sạn. Trường hợp thứ 3 đi cùng chuyến bay VN99 từ Mỹ về ngày 21 tháng 12 là nữ, sinh năm 1993, cách ly cùng phòng với chồng tại khách sạn. Ngày 22 tháng 12, xét nghiệm PCR kết quả dương tính, bệnh nhân cũng không có triệu chứng lâm sàng, tiếp tục cách ly riêng, theo dõi sức khỏe tại khách sạn. Ngày 28 tháng 12, bệnh nhân kết quả xét nghiệm âm tính vẫn đang theo dõi tại khách sạn. Người chồng hai lần xét nghiệm vào ngày 22 tháng 12 và ngày 28 tháng 12 kết quả âm tính. Trường hợp thứ tư là nam, sinh năm 1973, ngày 23 tháng 12 từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay JL-759, cách ly cùng phòng với con trai tại khách sạn. Ngày 23 tháng 12, xét nghiệm PCR dương tính. Tiền sử ca này sốt vào ngày 20 tháng 12, hôm sau cảm thấy ớn lạnh, mệt nhiều, không sốt và tự uống thuốc. Khi nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân đã hết các triệu chứng trên, cách ly riêng tại khách sạn. Theo dõi sức khỏe, ngày 29 tháng 12, bệnh nhân kết quả xét nghiệm âm tính. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú ở quận 10. Con trai kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 23 tháng 12 và ngày 29 tháng 12. Trường hợp thứ 5 là nữ, sinh năm 1975, là nhân viên y tế, ngày 25 tháng 12. Người này từ Nam Sudan nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR-970. Ngày 26 tháng 12, xét nghiệm PCR kết quả dương tính. Người này tiếp tục cách ly tập trung tại Bệnh viện Quân y 175, đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Theo 305 hành khách đi chung các chuyến bay đều có trường hợp nhiễm Omicron, đều được cách ly theo quy định và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Sở Y tế giao cho HCDC thông báo danh sách các hành khách tại các tỉnh đi cùng các chuyến bay với các bệnh nhân đến Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để truy vết theo quy định. HCDC tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe của các bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm PCR trước khi hoàn thành cách ly điều trị. Sở cũng đã thông báo các khách sạn có hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân hiện đang cách ly, giám sát sức khỏe các hành khách ngồi trước và sau hai hàng ghế với bệnh nhân, thực hiện giám sát theo quy định đối với người nhập cảnh. Trung tâm Y tế quận Tân Bình phối hợp với các khách sạn tiến hành rà soát cách ly toàn bộ 256 nhân viên và hành khách tại khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Từ ngày 1 tháng 1, ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất tất cả các trường hợp nhập cảnh. Dự kiến trong hôm nay, lực lượng y tế sẽ lấy hơn 250 người. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.